Và ngay lúc này đây, ngay trong khoảnh khắc này, tôi chính thức tuyên bố khai mạc tuần lễ thời trang lịch sử của Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2022 với tinh thần Free Fashion. Giờ này đã gần 3 giờ sáng nhưng mà tôi vẫn chưa thấy buồn ngủ, mặc dù phải nói là tôi khá mệt. Nhưng mà mỗi lần được cảm nhận không khí này, nó lại cho tôi rất nhiều năng lượng. Bởi vì tôi biết rằng những hàng ghế ở kia ngày mai sẽ được lấp đầy khán giả. Thỉnh thoảng tôi lại nhắm mắt khi mà ánh sáng, sân khấu, âm thanh một rừng báo chí truyền thông và những bộ sưu tập trên sàn diễn, tôi lại tự hỏi đây là thực hay là mơ. Câu chuyện về một người phụ nữ nhỏ bé với một khát vọng thay đổi cục diện thời trang Việt. Nhân vật được xem là ma đầm thép của thế giới thời trang. Người đã tạo nên điều kỳ diệu. Một người phụ nữ có một cái tư tưởng lớn. 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng của Việt Nam. From Multimedia Jesse. The Strength. Dangerous. Can I just ask you one more question? Will the real Bill Gates and Bill please stand up? Tôi là Trang Lê, chiều cao của tôi là 1m50, không, chính xác là 1m48,5. Trước đây tôi thường rất tự ti với chiều cao của mình. Và đặc biệt, tôi luôn luôn sợ hãi mỗi khi tôi phải đứng cạnh những cô gái có đôi chân dài. Nhưng đó là câu chuyện của trước đây thôi. Còn bây giờ, tôi chấp hết. Bà Lê Thị Quỳnh Trang, một người phụ nữ đặc biệt, được sinh ra trong một ngày vô cùng đặc biệt của đất nước. Mùng 2 tháng 9 năm 1976, từ con số 0 tròn trĩnh với thời trang và người mẫu, trong suốt hành trình hơn 10 năm bền bỉ, bà Trang Lê, một người phụ nữ chân ngắn, đã làm thay đổi biết bao cuộc đời của những cô gái chân dài và thay đổi cả diện mạo của nền thời trang Việt Nam. Trước giờ mình nghĩ đến mình sẽ tổ chức một chương trình về người mẫu và thời trang, rồi mình cũng chẳng bao giờ mình nghĩ đến việc mình sẽ mở một công ty quản lý người mẫu, rồi cũng càng chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình tổ chức một tuần lễ thời trang. Nhưng mà cái cơ duyên á, nó cứ đưa mình hết từ cái nào mình lại nhìn thấy cái khác. Nói về sự nghiệp của bà Trang Lê, hầu như ít ai ngờ rằng xuất phát điểm của bà lại từ một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với thời trang, đó chính là tài chính kế toán. Và cũng ít ai biết rằng trước khi trở thành một nữ kế toán tài năng, bà Trang Lê đã từng đỗ vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Hà Nội với ý định theo nghiệp ca sĩ. When I was very small, I loved to sing. I ever dreamed to become a singer. Trang Lê thật là giỏi. Đấy là vì bố mẹ không cho theo nghề hát đấy, chứ không bây giờ có lẽ sẽ là địch thủ số 1 của Hồng Nhung về ca sĩ. Đã có rất nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, bởi vì thực sự là không hề đơn giản. Mình bắt đầu từ con số 0, con số 0 cho bản thân mình, rồi lại bắt đầu từ con số 0 cho thời trang của Việt Nam. Nhưng mà tôi luôn luôn có một niềm tin rất mãnh liệt vào bản thân. Khi mà tôi làm cái gì đó thì tôi rất muốn làm đến cùng. Và nhiều khi mà có những lúc mà mình muốn bỏ cuộc thì mình lại có một cái câu nói cứ văng vẳng trong tai, một bài hát rằng là nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ biết dành phần ai. Năm 2007, bà Trang Lê bắt tay sản xuất chương trình truyền hình đầu tiên và thành công vang dội với Doremi, chương trình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Năm 2010, bà Trang Lê mang bản quyền Next Top Model về Việt Nam. Vietnam has been amazing. Vietnam's Next Top Model is one of the best formats of America's Next Top Model in the world. Và từ chương trình người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model, một thế hệ người mẫu mới đã xuất hiện. Cũng chính Vietnam Next Top Model đã thay đổi quan điểm và tiêu chuẩn về người mẫu tại Việt Nam. Không chỉ tìm ra một thế hệ chân dài mới, bà Trung Lang Mốt còn là người tiên phong đưa các người mẫu lần đầu tiên có mặt trên sàn diễn tại các kinh đô thời trang trên thế giới. Is that the way to maintain your brand? So this woman
creation of the fashion market in Vietnam. Tran has now kind of make a big imprint in the Vietnam fashion space. So congratulations to Tran for what she has done. Năm 2013, Multimedia JSC tiếp tục mang bản quyền lừng danh thế giới Project Runway về Việt Nam. Từ đây, những tài năng thiết kế thời trang trẻ tại Việt Nam đã được phát hiện và tạo được dấu ấn trong nước và quốc tế. Hoài bão vẫn chưa dừng lại. Khi có mặt ở trong các cái tuần lễ thời trang trên thế giới, thì có chuyện nghĩ rằng chúng ta đã có những người mẫu rất là tiềm năng, chúng ta đã có những nhà thiết kế rất là tài năng, thì tại sao chúng ta không thể có một tuần lễ thời trang như các nước đó nào? Madame Trang Lê đã dành suốt 2 năm ròng rã để chuẩn bị. Bà đi khắp mọi nơi trên thế giới để gặp gỡ các đối tác sản xuất, chuẩn bị cho hành trình đưa Việt Nam lên bản đồ thời trang thế giới, mang tên Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week. Năm 2014, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Vietnam International Fashion Week đã chính thức tổ chức mùa đầu tiên. This is the first Vietnam International Fashion Week. It's been a long journey getting here, and I have to first thank my partner in Vietnam, Ms. Tran Le. Her vision for this project was unrivaled. She did not understand the boundaries that we have to breach and the challenges that we have to take. And for that, I admire her truly. Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam mở ra cơ hội hội nhập quốc tế mang ý nghĩa kinh tế, văn hóa sâu đậm. Chưa có một tổ chức, một con người nào dám khẳng định rằng cái vị thế tầm vóc của thời trang của Việt Nam đã đứng ở trên bản đồ thế giới. Thì hôm nay Trang Lê làm điều đó. Buổi trình diễn như hôm nay tôi nghĩ là nó vượt lên trên cả ý nghĩa thời trang, nó lại mang một cái ý nghĩa văn hóa. Tôi rất mong chị Trang tiếp tục làm được nhiều việc lớn hơn cho sự phát triển thời trang Việt Nam. Cùng đồng hành với Multimedia với chị Trang Lê gần đó thời gian, chúng tôi đã được nhìn thấy những bước tiến lên vững mạnh của thời trang Việt Nam. Sự đóng góp của Miss Trang Lê cho ngành thời trang Việt Nam, không chỉ nghĩ ai cũng đã thấy Việt Nam mỗi ngày được phát triển hơn, được nhìn nhận nhiều hơn trên các cái sàn đấu quốc tế và đặc biệt phải đưa thời trang nước nhà sang một tầm mới. Vietnam International Fashion Week quy tụ rất nhiều nhân vật đình đám trên thế giới. Great pleasure to be here to support the Aquafina Vietnam International Fashion Week for the third consecutive year, which has become an international stage for Vietnamese designer, but also international designer. Creativity in Vietnam is at the peak. It's wonderful what we see here, the designers, and it's an honor for France to support this. I'm very excited to be here, and I was very excited to see that last Vietnamese collection. It was Vietnam International Fashion Week. It's a great opportunity for all of us to learn, to get creative, to get inspired from one another. We involved in the Fashion Week for already a few years. Very innovative, it's very creative. Thank you again, Ms. Trang Le and Multimedia. Really a wonderful opportunity for Colombia to show you our capacity, our creativity. Thank you, Trang Le, with Vietnam International Fashion Week. Vietnam, which is a beautiful country that has opened its heart to us. This year we are celebrating 40th anniversary of our relations with wow. Vietnam. We are so proud and gratified thanks to this event by Madame Trang Le. Madame Trang, she's a celebrity and I think she contributed a lot to Vietnam, but also Vietnam with Italy, also with all of Europe. 10 năm, không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi vẫn đang sẵn sàng để bước tiếp những bước của thời trang Việt Nam. 2018, Madame Trang Lê đã mang đến thành công cho chương trình tìm kiếm gương mặt người mẫu quảng cáo The Face Việt Nam, đạt giải thưởng chương trình truyền hình giải trí xuất sắc nhất tại Việt Nam, giải thưởng Hàn Lâm sáng tạo châu Á năm 2019. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một chương trình truyền hình thực tế đủ sức nặng để tranh tài cùng các quốc gia châu Á trong hạng mục này. Không chỉ dừng lại ở đó, bà Trang Lê còn mang đến một luồng gió mới ở mảng Beauty Queen khi là nhà sản xuất cho series thực tế đầu tiên về Hoa hậu tại Việt Nam. Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. We are Miss Fitness Vietnam. Đặc biệt, năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử, Madame Trang Lê còn mang đến series thực tế về Hoa hậu đầu tiên với format mới lạ. Hoa hậu thể thao Việt Nam, Miss Venice Việt Nam 2022, đấu trường nhan sắc tôn vinh vẻ đẹp khỏe khoắn,
hiện đại, đại diện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh và tài năng, với một tầm nhìn trong việc xây dựng một thế hệ chân dài, có lối sống tích cực và vẻ đẹp bên trong. Và Trang Lê luôn song hành việc phát triển chuyên môn bên cạnh việc truyền cảm hứng sống đẹp cho thế hệ người mẫu mới. Mình phải tự tin, bởi vì sự tự tin chiếm 50% đi đến con đường thành công. Trẻ em phải là trẻ em, đó là tiêu chí mà chương trình Model Kids Việt Nam muốn hướng tới. Bạn chỉ có 5 giây để gây ấn tượng với người đối diện. Khi mà chúng tôi đào tạo trong học viện đào tạo Image Coach thì chúng tôi phải mất vài ngày để học về cái việc làm sao để tạo ấn tượng bên ngoài. Với bà Trang Lê, sứ mệnh của bà chính là mang thời trang đến gần hơn với công chúng, và thời trang phải góp phần giúp cuộc sống tốt đẹp và ý nghĩa hơn. Đó là lý do bà Trang Lê cũng như tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam luôn đi cùng những hoạt động thiện nguyện. Đối với tôi, một người mẫu thành công ngoài có một thân hình rất là đẹp, rất chuẩn người mẫu, thì chúng ta cần phải có một lối sống đẹp. Thiện nguyện là một công việc hoàn toàn từ tâm, cho nên chúng ta không cần phải phán xét nhau ai ít ai nhiều. Quan trọng nhất là chúng ta có trái tim. Tất cả những gì làm từ trái tim sẽ chạm đến trái tim. Tất cả những người đang làm thời trang, chúng ta hãy làm gì đó đẹp hơn nữa. Hãy làm gì đó để có thể mang tất cả những gì đẹp của thời trang để trở thành những cái hành động đẹp dành cho Sài Gòn lúc này. Và đó là lý do mà cái tên từ trái tim đến trái tim, từ thời trang thành hơi thở. Với tầm nhìn và những đóng góp to lớn của mình cho nền thời trang khu vực, bà Trang Lê, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á. Lần đầu tiên, Việt Nam có một đại diện giữ trọng trách cao nhất về thời trang khu vực Đông Nam Á. I would like to congratulate Madam Trang on successfully organizing Vietnam International Fashion Week. Madam Trang's pioneering spirit and forward-looking vision is the reason why she is today's the president of the council. Madam, congratulations. Trang Lê đã đi được một chặng đường rất là dài, đã triển khai được nhiều dự án hợp tác rất là có ý nghĩa và hiệu quả, giúp tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị của nhân dân các nước đến với cả Việt Nam thông qua thời trang, thông qua văn hóa. Madam Trang Lê, very good friend of me, a very good friend of Italy, and a very important fashion promoter in Vietnam and in the world. Với những đóng góp của mình trong việc kết nối và quảng bá thời trang Italia tại Việt Nam, bà Trang Lê đã nhận được huân chương công trạng danh giá Cavalier do Tổng thống Italia phong tặng. And on behalf of the top leadership in Italy, I'm about to bestow you the honor of Knight of the Order of Star of Italy. And I'm bestowing this to a remarkable Vietnamese citizen, an extraordinary woman, and a very, very good friend of Italy. And on behalf of the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella, I bestow Madame Trang Lê the honor of the Knighthood of the Star of Italy. Congratulations. Có những lúc tôi cảm thấy mình rất đơn độc trên hành trình thời trang, thì ngày hôm nay tôi rất tự hào khi chúng tôi đã có những đối tác vô cùng quan trọng, lại là những đối tác có nền thời trang vô cùng phát triển là Italy. Và tôi rất mong sẽ tiếp tục đồng hành cùng tất cả các bạn trên hành trình mới của mình. Chính em đã là người chứng kiến mẹ ở bên mẹ khi mẹ làm việc cả ở công ty và cả ở nhà, những giây phút mà không được ai cũng có thể thấy được. Có thể em không được như các bạn khác là mẹ là một người ở nhà nấu ăn, rửa bát, ở với con hàng ngày. Nhưng mà thực sự em đã học được mẹ rất là nhiều thứ. Tôi muốn vừa là một người nữ doanh nhân thành công, tôi cũng muốn trở thành một người mẹ tốt. Tôi không muốn tôi chỉ đứng trên đỉnh vinh quang để sau đó tôi hối tiếc rằng các con tôi sẽ trách móc rằng là những năm tháng tuổi thơ đã không có bóng dáng của mẹ. Tôi muốn các con cảm nhận được cái hơi ấm của người mẹ. Mẹ vẫn là cái nơi rất là bình yên, cái cảm xúc đó nó sẽ đi theo các bé suốt cả cuộc đời. Mẹ thấy rất vất vả, mẹ không ở với mọi con được nhiều. Trên sân khấu thì con thấy xúc động. Bây giờ con đã hiểu được lý sao mẹ không ở được với mọi con, và mọi con thì hay phải ở nhà với bố mà không được ở mẹ nhiều. Và con cảm thấy thông cảm với mẹ. Con mong mẹ sẽ giữ sức khỏe và làm được nhiều điều to lớn hơn. Mẹ ơi, con yêu mẹ. I love you, mommy. Khi mà tôi làm bất cứ công việc gì thì tôi luôn luôn muốn dành tất cả tâm huyết của mình. Ngày hôm nay có rất nhiều người nói là đến giờ này có thể tôi sẽ nghỉ ngơi được nhiều hơn. Nhưng không, tôi vẫn chọn đi kiểm tra tất cả từng công việc. Đơn giản thôi, bởi vì tôi luôn luôn tự đặt áp lực cho mình. Không ai bắt mình cả. Đơn giản bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Và
Tôi muốn rằng mỗi một ngày trôi qua trong cuộc sống của mình sẽ là những ngày ý nghĩa nhất để mình không phải hối tiếc.